Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Ryan và hôm nay chúng ta tiếp tục với phần bài số 3 Unit 3 3F Skill trang 48 nhá. Trang 48 phần writing, phần viết đấy. Một cái blog nói về kế hoạch tình nguyện, phân tích nhiệm vụ này. Hãy đọc về nhiệm vụ và hoàn thành các bạn sau. Viết một cái blog nói về cái kế hoạch của bạn cho việc tình nguyện khoảng 80-100 từ, bao gồm khi nào bạn sẽ đi, khi nào, ở đâu, rồi bạn sẽ làm cái gì, bạn sẽ ở bao lâu. Rồi chúng ta phân tích các loại bài này, đó là blog, độc giả là những tình nguyện viên, chủ đề kế hoạch tình nguyện, số lượng từ 80-100 từ, bao gồm cái gì, when and where you are going to stay, what you are going to do and how long you are going to stay. Rồi phân tích mẫu. Chúng ta có thể bắt đầu một cái blog bằng cách chào hỏi độc giả và thông báo về tin tức mới, và chúng ta có thể kết thúc một cái blog bằng cách là đưa ra bình luận. Chúng ta đọc cái bài này. Chào các độc giả, hi reader, chào các độc giả, cảm ơn về những bình luận của bạn vào ở cái bài blog trước của tôi. Hôm nay tôi có một vài tin tức thú vị. Tháng trước tôi đã nộp đơn để tham gia một cái chương trình tình nguyện ở công viên quốc gia ở Úc. Họ đã chấp nhận tôi. Tôi sẽ đến đó vào ngày 5 tháng 7. Chương trình này kéo dài 2 tuần. Bạn của tôi là Jackie cũng sẽ đi cùng. Chúng tôi sẽ ở trong một cái lều và chúng tôi sẽ trồng cây và làm hàng rào. Chúng tôi còn chăm sóc gấu túi và sượt túi nữa. Tôi không thể đợi được nữa. Còn bạn thì sao? Bạn có bất kỳ cái kế hoạch thú vị nào không? Làm ơn để lại bình luận phía dưới nhé. Vậy ở đây chúng ta gạch phần mở đầu. Phần mở đầu của chúng ta là hi reader, thanks for your comment on my last entry today. I got some exciting news. Last month, I applied to join a volunteer program in a national park in Australia. Well, they accepted me. Vậy là sao? Vậy là chúng ta, đây là các đoạn mở đầu, là tôi đến đây ha. Các đoạn kết thúc là what about you? Do anyone else have exciting plans? Please leave a comment below. Đây là cái phần kết thúc một cái bài blog đó. Vậy thì chúng ta làm một cái sơ đồ như thế này. Cái phần mà chào độc giả và thông báo tin tức mới thì nó sẽ nằm ở cái khúc là hi reader. Từ hi reader nhá, cảm ơn vì những cái bình luận của bạn ở cái bài blog trước của tôi, bài viết trước của tôi. Ngày hôm nay tôi có một vài tin tức thú vị. Đấy là cái đoạn mà chào độc giả và đưa thông báo tin mới. Rồi cái phần mà đưa ra thông tin về kế hoạch, where, when, what, how long, nó sẽ nằm từ cái khúc này. Tôi sẽ đến đó vào ngày 5 tháng 7. Chương trình này kéo dài trong 2 tuần. Bạn của tôi là Jackie cũng sẽ đến luôn. Đó là. Rồi chúng tôi sẽ ở trong một cái lều và chúng tôi sẽ lên kế hoạch. Chúng tôi sẽ trồng cây, làm hàng rào. Chúng tôi còn chăm sóc gấu túi và chuột túi nữa. Đó là một khúc đấy nha. Và những cái gì, những cái và cái bình luận về kế hoạch của mình. Cái này phải đến chuột túi mới đúng này. Kangaroo. Rồi, I can't wait là cái phần mà bình luận về kế hoạch và cái phần mà đưa ra bình luận, yêu cầu đưa ra bình luận, please leave a comment below. Rồi, chúng ta sẽ viết một cái đoạn. Hãy tưởng tượng là chúng ta sẽ tham gia, sẽ đi tình nguyện viên cho một dự án về bảo vệ môi trường. Nếu một cái blog nói về cái kế hoạch của mình như thế này. Ok, chúng ta có thể viết như thế này. Chào các độc giả, cảm ơn vì những cái comment của bạn trong cái bài last entry trước của tôi nha, entry trước của tôi. Hôm nay thì tôi có một vài tin tức thú vị mở đầu đây. Vào tháng trước tôi đã nộp đơn để tham gia một cái chương trình tình nguyện trong một cái công viên chim ở Cà Mau. Họ đã chấp nhận tôi. Tôi sẽ đến đó vào ngày 10 tháng 8. Chương trình này kéo dài 2 tuần. Bạn của tôi là Paul cũng sẽ đến luôn. Chúng tôi sẽ ở trong một cái lều và chúng tôi sẽ trồng cây và làm hàng rào. Chúng tôi còn chăm sóc rất nhiều loài chim để thu thập thông tin về cái thói quen cư trú và cái nơi cư trú của họ, của chúng. Tôi không thể đợi được nữa. Còn bạn thì sao? Bạn có kế hoạch nào thú vị không? Làm ơn hãy để lại bình luận cho đây nhé. Thì đó là cái phần bài viết nha. Trong 48.